Ở cái hôm nay con tôi gàn tăng lên rất là nhiều và cái màu sắc nó khác. Mỗi khi cũng có gàn nhưng mà không đến nỗi xanh như vậy. Bây giờ sao gàn xanh nhiều quá. Thậm chí trong cái thời gian nằm viện mình sẽ thấy mắt em bé có gàn. Mắt có gàn là do những em bé sơ sinh, em bé nhỏ thì cái tỷ lệ này gần như nó thông, không có thông. Cho nên nó sẽ không đổ xuống đây tốt được, mình sẽ thấy nó ứ lại trên đây. Nó chảy nước mắt sống hoặc là nó sẽ bụi bặm đó nó sẽ tạo nên những cái gàn đó. Thì nó cũng không phải là lúc nào cũng phải là không phải là bất thường ha, cũng thường gặp lắm. Thì mình vệ sinh thôi, vì trước khi mà đụng vô mắt này kia là phải rửa tay sạch sẽ. Đụng vô em bé là rửa tay à ha, phải rửa tay trước khi đụng vô em bé, rửa tay sạch sẽ xong rồi dùng gòn hoặc là gạt sạch đó, hoặc là cái khăn sạch của mình cũng được, mình nhúng nước bình thường thôi, nước sạch bình thường thôi, mình sẽ lau vệ sinh mắt, lau từ phía trong là lau ra bên ngoài một lần. Nếu mà được tốt nữa đó thì mua cái bịch gòn, lau từ bên trong này lau ra bên ngoài xong mình bỏ miếng đó. Muốn lau nữa thì lấy một cái miếng khác tiếp tục vậy, không có kéo tới kéo lui ha, nó có thể gây nhiễm khuẩn. Và bắt đầu mình mới theo dõi mình xem coi là ở cái hôm nay con tôi gàn tăng lên rất là nhiều và cái màu sắc nó khác. Mỗi khi cũng có gàn nhưng mà không đến nỗi xanh như vậy. Bây giờ sao gàn xanh nhiều quá, hoặc là thậm chí mình thấy mắt của em bé nó đỏ nữa thì coi chừng nó có viêm kết mạc. Có nghĩa là mình phải theo dõi con hàng ngày để theo dõi cái bình thường, thì khi nó bất thường mình mới nhận biết được. Nếu mà mình cảm thấy những cái diễn biến bất thường, ví dụ như là cái gàn đó bắt đầu màu xanh lên, cái mức độ đổ gàn nó nhiều lên rất là nhiều, hoặc là nó có đỏ mắt nữa, thì khi đó là mình nghĩ chắc có thể có viêm kết mạc không, thì mình đi kiểm tra.